Thưa quý vị và các bạn, rừng tràm U Minh Hạ và rừng tại cụm đảo Hòn Khoai đang khô hạn, nguy cơ cháy tăng lên từng ngày. Để đảm bảo an toàn cho những cánh rừng trong mùa khô, đòi hỏi ý thức và cách hành xử của mỗi người liên quan khi ra vào rừng, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên đề chính sách pháp luật và đời sống kỳ này. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Điểm A khoảng 6 và khoảng 7 điều 16 Nghị định 35 năm 2019 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với chủ rừng được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, không có phương án phòng cháy chữa cháy, công trình phòng cháy chữa cháy rừng, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với chủ rừng không thành lập, quản lý và duy trì hoạt động của tổ đội phòng cháy và chữa cháy rừng. Như vậy, theo quy định của pháp luật, tất cả các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng của tổ chức là chủ rừng và ủy ban dân xã phải gửi đến cơ quan kiểm lâm và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để xem xét cho ý kiến. Chi cục kiểm lâm và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ có trách nhiệm là hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, từ cuối mùa mưa đầu mùa khô năm 2023-2024, trên khu vực lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, 15 chủ rừng là tổ chức, một cộng đồng dân cư, 1.615 hộ gia đình cá nhân đã hoàn thành phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Ví như tại nhiều quốc gia U Minh Hạ, nội dung phương án phòng cháy chữa cháy rừng nêu rõ căn cứ pháp lý, đặc điểm của khu rừng, đánh giá những nguy cơ gây cháy, thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy, thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng và dự toán kinh phí. Khi mà xây dựng phương án phòng cháy rừng thì cũng đã xác định rõ những cái vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao và những cái khu vực rất là nguy hiểm, thì bố trí các tổ máy bơm. Hiện nay thì cũng đã bố trí xuống ở các cái khu vực trọng điểm là 14 trên 19 chốt chạm. Và hiện nay thì cũng tổ chức trực là 24 trên 24 trong ngày. Phương án phòng cháy chữa cháy rừng của vườn quốc gia U Minh Hạ bảo đảm ngăn cháy chống cháy lan giữa các lô khoảnh và tiểu khu, nhất là ngăn chống cháy lan đến đường ống dẫn khí PM3. Cùng với đó, công ty khí Cà Mau, đơn vị vận hành quản lý đường ống dẫn khí PM3, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với vườn quốc gia U Minh Hạ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Khi có những cái sự cố xảy ra về phòng cháy chữa cháy thì đơn vị công ty khí Mau cũng có các nguồn lực, phương tiện, nhân sự là tiểu đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trực 24/7 tại các cơ sở của công ty khí Cà Mau xuyên suốt trong rừng quốc gia U Minh Hạ. Khi có những cái sự cố xảy ra và theo cái kênh thông tin phối hợp khẩn cấp được thiết lập giữa vườn quốc gia, công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Cà Mau và đơn vị trên địa bàn, thì đơn vị cũng sẽ có mặt trong huy động phương tiện và thiết bị có mặt tại khu vực xảy ra sự cố đám cháy. Trong tùy theo khu vực trải dài trong rừng thì tối đa trong khoảng từ 10-15 phút là đơn vị sẽ có mặt tại nơi xảy ra. Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, sáng 28 tháng 2 năm 2024, vườn quốc gia U Minh Hạ cùng các lực lượng có liên quan thực tập phương án xử lý tình huống cháy rừng. Nội dung thực tập gồm giả định vị trí cháy, điều động ngay lực lượng, phương tiện và máy bơm tại chỗ, điều động lực lượng, phương tiện và máy bơm tiếp sức, điều động lực lượng cùng máy bơm của tổ máy cơ động tại ban chỉ huy, điều động tổ máy bơm hạt kiểm lâm U Minh Hạ tăng cường hỗ trợ dụng cụ, phương tiện tham gia chữa cháy khi đám cháy diễn biến phức tạp. Lực lượng huy động tham gia chữa cháy trong tình huống giả định này là 42 người, phương tiện chữa cháy gồm 4 máy bơm lớn và 1 máy phao với 2.500m dò dẫn nước. Cái giả định tình huống thì theo phương án thì cũng đã xây dựng theo quy định của pháp luật, để xây dựng cái trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì có cái giả định tình huống để nhằm là củng cố lực lượng cũng như củng cố cái công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan. Thì qua hôm nay thì cũng ngày 28 tháng 2 thì cũng tổ chức là cái buổi thực tập giả định tình huống, thì nhìn chung là cái công tác phối hợp rồi điều động máy móc phương tiện thì đến đúng giờ đúng thời gian quy định và thực hiện tốt cái công tác dập lửa.
Phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng được Chi cục Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Qua đó cho thấy hầu hết các hạng mục đang được triển khai đúng nội dung tiến độ đề ra. Điều 46 Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ quy định cấp dự báo cháy rừng gồm 5 cấp, từ cấp 1 đến cấp 5. Cấp 1, cấp thấp, ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo mũi tên chỉ số 1. Cấp 2, cấp trung bình, có khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo mũi tên chỉ số 2. Cấp 3, cấp cao, thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, chú trọng phòng cháy các loại rừng thông, khợp, bạch đàn, tre, nứa, tràm, khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số 3. Cấp 4, cấp nguy hiểm, thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số 4. Cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô hạn kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số 5. Cơ quan kiểm lâm các cấp là căn cứ vào tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn trên địa bàn để có cái dự báo và thông tin là nguy cơ cháy rừng trên các cái phương tiện thông tin đại chúng khi báo động cháy rừng đến cấp 4, cấp 5. Ngoài quy định bắt buộc phải có phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, Điều 47, Nghị định số 156 năm 2018 của Chính phủ quy định rõ điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng, gồm có quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng, có biển báo, biển cấm lửa được bố trí tại các vị trí quy định, phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng, có các công trình phòng cháy và chữa cháy rừng phù hợp với đặc điểm và tính chất của từng loại rừng, trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng theo phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, có hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Khi là có đốt đồng, là đốt thực bì để vệ sinh rừng, để trồng lại rừng, là phải có cái phương án làm là biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, là không để cháy lan. Và khi chọn cái thời điểm đốt cho nó phù hợp là khi là nắng ít và gió nhẹ, khoảng thường là 9 giờ hoặc là 16 giờ trong ngày. Và khi đốt là phải thông báo cho chính quyền địa phương và chủ rừng nơi đó biết để kiểm tra cái an toàn về cái sử dụng lửa khi là đốt. Một trong những điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng là phải bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy, được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức thường trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Trên khu vực rừng tràm U Minh Hạ, mùa khô năm nay, quy định này đang được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng là đối với cái rừng U Minh mình đặc thù, nó rất là dễ cháy và cháy cũng rất là khó chữa. Cho nên phương châm bố trí lực lượng là theo phương án 4 tại chỗ. Chủ yếu là lực lượng của chủ rừng, lực lượng của dân cư ở sống trong lâm phần và hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm. Và trong cái những năm gần đây thì có đề nghị bên ban chỉ huy quân sự các huyện U Minh Cận Thời, khi cao điểm mùa khô này đưa cái tập huấn lực lượng dân quân tự vệ sát với cánh rừng để có sự cố xảy ra thì là mình điều động cái lực lượng này ứng cứu kịp thời. Và trong cái lực lượng tại chỗ này năm nay là xây dựng là 87 tổ đội và khoảng là 510 lực lượng. Rừng trên đảo Hòn Khoai có những điểm khác biệt so với rừng tràm U Minh Hạ. Cây mọc trên các kẽ đá, không có cư dân sinh sống, chỉ có 4 lực lượng đứng chân, gồm trạm radar, đồn biên phòng, trạm hải đăng, hạt kiểm lâm, nên việc bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy phải phù hợp. Ừ,
Trong thời gian qua thì đồn biên phòng Hòn Khoai phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm cụm đảo Hòn Khoai tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới kết hợp với tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng đặc dụng. Hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiến hành công tác thường xuyên liên tục phối hợp chặt chẽ trong cái việc bảo vệ cái tài nguyên rừng đặc dụng trên đảo Hòn Khoai và phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nhất là vào trong mùa khô. Thì hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai là đơn vị chủ trì xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, có phối hợp với các cái lực lượng trên đảo để thành lập cái ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cụm đảo, cũng phân công trách nhiệm của các cái đơn vị, cả lãnh đạo và chiến sĩ, khi phòng cháy là phải là an toàn, là tuyệt đối, là cái việc sử dụng lửa khi sinh hoạt ở trên đảo, và có phân công trách nhiệm khi phát hiện cháy để cùng nhau chữa cháy. Muốn nắm bắt trách nhiệm của chủ rừng trong thực hiện các điều kiện an toàn, chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy rừng và các yêu cầu phòng cháy chữa cháy rừng của người hoặc cơ quan có thẩm quyền, đòi hỏi phải thực hiện công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan đơn vị được quy định theo Điều 50, Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ. Kiểm tra cái công tác phòng cháy cháy rừng là có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Cái trách nhiệm là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và chủ rừng là có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên trên địa bàn mình quản lý. Người đứng đầu cơ quan tổ chức chủ tịch Ủy ban dân huyện thì là trở lên thì có cái kiểm tra cái an toàn về phòng cháy rừng trên địa bàn của mình, kiểm tra cả định kỳ và đột xuất. Cơ quan kiểm lâm thì là kiểm tra định kỳ đối với các khu rừng mà có nguy cơ xảy ra cháy cao và kiểm tra đột xuất khi là có cái dấu hiệu nguy hiểm đến cháy rừng và cái điều kiện bảo vệ đặc biệt của khu rừng đó. Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có chức năng kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm là cháy rừng và trong cái điều kiện bảo vệ đặc biệt. Trong cái phương án xây dựng thì hiện nay đơn vị cũng đã có cái quyết định là phân công trong ban chỉ đạo phòng cháy rừng là phụ trách có 2 địa bàn, phân công hai phó giám đốc phụ trách 2 địa bàn. Hàng ngày là công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cái công tác trực chòi quan sát lửa và cái chỉ đạo trực tiếp có những cái sự có cái vấn đề gì phát sinh thì trực tiếp chỉ đạo luôn, và hàng tuần thì cũng có là sơ kết hoặc là hàng tuần là có tổ chức họp ở các cái trạm, toàn bộ các cái trạm để rút kinh nghiệm. Với trách nhiệm của mình, từ đầu mùa khô đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn những tác nhân có thể tác động xấu lên rừng. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các chủ rừng, chính quyền địa phương, người dân đều tuân thủ nghiêm các quy định và phòng cháy chữa cháy rừng. Qua kiểm tra của cơ quan kiểm lâm và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, thì còn một số chủ rừng, một vài chủ rừng là tổ chức là các cái công ty thuê đất để trồng rừng thì chưa đảm bảo cái phương tiện và lực lượng theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng, và chủ công doanh nghiệp là không ở trực tiếp ở hiện trường cho nên rất khó khi vào làm việc và kiểm tra. Mặc dù đã cam kết phòng cháy chữa cháy rừng nhưng vẫn còn tình trạng người dân vào rừng ăn ong đốt đồng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên là vẫn còn một số hộ gia đình và cá nhân sống trong và gian rừng, cái ý thức là về công tác phòng cháy cháy rừng chưa cao, như họ sử dụng lửa để đốt đồng, vệ sinh rừng sau khai thác và vào rừng lấy ong thì nó còn là nguy cơ để xảy ra cháy rừng. Nắng nóng khô hanh kéo dài làm khô cạn hơn 45.000 hecta rừng U Minh Hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai. Diện tích rừng có nguy cơ cấp cháy cao, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm đang tăng lên hàng ngày.
Hơn lúc nào hết, không chỉ các cơ quan có liên quan, chủ rừng, mà tất cả những người ra vào rừng phải tuân thủ triệt để những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt tuyệt đối không mang lửa vào rừng trong mùa khô. Chuyên đề chính sách pháp luật và đời sống kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.